Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Cuộc thi solo cùng bolero là vì em rất là thích dòng nhạc bolero,
nó gắn liền với lại tuổi thơ của em, là vì lúc ba em còn sống, ba em hay hát cho em nghe những ca khúc bolero cho em nghe, và nó thấm sâu vào trong người của em lúc nào không hay. Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Bản thân em rất là thích tự lập, vì tự lập em có thể tự lo cho mình được, mẹ không phải vất vả đi bán vé số để lo cho em. Mưa trên cuộc tình, mưa ướt cả những cuộc mưu sinh. Và trong những cuộc mưu sinh ấy thì ta bắt gặp họ, cô gái nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Cô gái đã phải tạm gác lại việc học của mình để mong phụ giúp mẹ vẫn còn đang bán vé số, là Mạnh Nguyên. Chàng trai kẹo kéo, anh vẫn rong ruổi trên những ngã đường với chiếc loa của mình. Có thể trong cuộc sống họ là những người lặng lẽ, nhưng trên chính sân khấu này họ sẽ hát lên bằng tất cả tình yêu của mình với bolero. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức. Thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu, đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai. Buồn nơi đến bao giờ? Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ hay quên? Duyên ta vẫn u hoài. Đêm đêm tìm đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi đừng rơi, mưa cho tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ hay quên? Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng rơi, mưa cho tiếng nhạt buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào.
Mạnh Nguyên. Hôm nay nhìn em rất là đẹp, đó là về mặt ngoại hình. Còn bây giờ thì cái giọng hát của em thì chắc em bị run hay là như thế nào em nhỉ? Dạ, con sốt mấy bữa nay với lại con. À, hèn chi okay. Chị thấy là nó có cái phần khác hơn cái tập vừa rồi. Nhưng mà ở đây chị Nhung cần em chú tâm và khắc phục nhiều hơn nữa là những cái nốt thấp của em. Em phải coi chừng, tại vì xuống cái nốt thấp em bị nó không có rõ và nó bị đứt hơi. Với ở đây Nhung cần em là cái độ ngân của em nhiều hơn nữa. Còn lên cao thì là em lên rất là đẹp, rất là rõ chữ. Còn Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn u hoài. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã run rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Phương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lúc mà Mạnh Nguyên bước ra, ủa cái thí sinh này lần trước có thi không nhỉ? Sao hôm nay chứ tự nhiên đâu ra cậu đẹp trai như này? Khác lạ nhỉ? Rất là khác lạ. Phong cách thì em đã tiến bộ rất là nhiều rồi, ngoại hình mọi thứ. Nhưng mà em nên nhớ là em vẫn cho khán giả thấy một cái gì đó là em vẫn còn sự nhút nhát. Em bị lộ nhất cái sự ngắn hơi của em ở trong cái câu cuối cùng. Thay vì em cố gắng em ngân thêm một tí nữa, mặc dù cách là trước đấy em lấy hơi đi. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong thời gian Nguyên đi Nguyên thi solo cùng Boro năm 2017 thì công việc của Nguyên cũng vẫn đi hát bình thường như mỗi ngày. Mưu sinh mà, mình phải đi làm. Rồi cách một ngày, cách hai ngày thi thì mình có thể nghỉ hai ngày để mình dưỡng giọng thi nó tốt hơn. Nhung thì vẫn là một cô bé hát bolero ngọt ngào rất là hay. Em có một cái nhược điểm đấy là em cái mở khẩu hình của em là em phải tập nhiều vào. Tại vì nếu không thì cái cách em hát em sẽ bị dính chữ và không nghe được từ. Em sẽ khắc phục cái khuyết điểm của mình và sẽ cố gắng tự tin hát hay và làm thật tốt ca khúc của mình nếu được vào vòng trong. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đêm nay với câu chuyện của thí sinh nhỏ tuổi nhất, Tuyết Nhung. Tuyết Nhung chia sẻ là từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ mà có được một đêm Noel nào đúng nghĩa và cũng không có quà Noel luôn. Hồi nhỏ mà mỗi lần hay đi bán phụ mẹ, xong rồi thấy mấy bạn bè đồng trang lứa được ông già Noel tới tặng quà, Nhung cũng cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng chúng ta hãy tin chắc rằng Noel năm nay sẽ là một đêm thật đặc biệt với Tuyết Nhung, vì em sẽ được đứng trên sân khấu này và hát bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu của mình, và cũng như đón nhận được những tình yêu và sự ủng hộ từ quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng đến với phần thể hiện của em. Hãy subscribe.
đầy thêm tiếng cười. Gửi anh một khúc thương ca mùa Noel. Trái tim rạt rào mai chứa chan tình ở trong đó nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và xin được mời giám khảo Quang Linh ạ. Buộc hỏi tại sao con khóc. Dạ thưa chú, là con đang cảm thấy rất hạnh phúc vì con chưa bao giờ được có một món quà Noel hả? Có một mùa Noel hạnh phúc như thế này. Chú cũng nói thật là lần đầu tiên chú nghe bài hát này. Cái bài thì chú chưa thích lắm. Thế nhưng mà cách hát của con là chú thấy cũng khá là ổn. Mở đầu là nó có những cái nốt thấp ý. Mà cái cách xử lý nốt thấp của con rất là hay. Nó nhẹ nhàng, nó vừa phải, nó đủ tình cảm. Chú chỉ nhắc lại là cho phải mở khẩu hình lớn hơn. Ví dụ như cái câu cuối cùng là cho mùa sao sáng Noel mãi nở hoa. Cái câu sao sáng đó là con là không có mở khẩu hình là con sao sáng gì đó. Đúng rồi đó. Chứ em bị chi phối nhiều thứ quá, xong rồi vì em phải nhớ lời, xong rồi phải diễn tả theo lời bài hát, cho nên nhiều khi em hát em bị ém lại á. Con để ý, con chỉ có bị cái phần đấy thôi. Nếu mà chú còn ngồi lại mà chú bắt gặp cái lỗi này lần nữa là chú sẽ cho điểm rất là thấp. Con để ý nhé. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú. Sự con chỉ có đúng cái lỗi đó thôi, cho nên là mình không thể nói nhiều. Con chỉ cần mở khẩu ra cho nó thoát cái chữ ra nữa là thành công. Bởi vì con xinh xắn nè, chất giọng con rất là ấm áp và truyền cảm. Con như thiên thần đứng trên sân khấu. Cảm ơn con, cố gắng sửa nha con nha. Như vậy là gọi là tạm ổn rồi đó. Nhưng mà cái khẩu hình mở cũng chưa có được lắm. Đây nó cũng là một cái bài hát rất khó. Để cho một cái người nhỏ tuổi như con để mà gánh cái bài này thì cũng rất là khó đối với con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Nếu mà em được vô vòng trong thì em sẽ cố gắng khắc phục được khẩu hình miệng của mình, để hy vọng lần sau em sẽ không bị ban giám khảo nhận xét là khẩu hình không mở. Ba thí sinh Quốc Hiển, Thiên Hà và Tuyết Nhung sẽ phải thể hiện bản lĩnh của mình bằng chất giọng mộc với guitar để một lần nữa thuyết phục bộ ba ban giám khảo dành cho mình cơ hội duy nhất đến với vòng chung kết sau. Ai sẽ là người chinh phục được ban giám khảo trong vòng sing up này? Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng, điểm nét son tươi. Yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lạ lời. Nhớ em bao thuở ấy, thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa cách nhau, em dần xa mãi. Ngày đi buồn không nói, dù một câu cho vơi nhớ.
chua xót nên em nghẹn lời. Mãi lòng thiệt thiếu chẳng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tông tư sầu đau. Kể từ ngày xa vắng nhau. Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao. Anh giờ đành quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ rằng chiếm bao nhớ thương ôi là cũng thấy tiếc hết. Ai cũng hát hay hết và ai cũng đều có cái màu riêng, nhưng mà em sẽ chọn bé Tuyết Nhung. Từ các cái vòng thi trước đến thời điểm này thì Thiên Hà vẫn ổn định nhất và giọng hát cũng rất là hay, cho nên là Thiên Hà vẫn nghiêng về Thiên Hà. Trung sẽ chọn bé Tuyết Nhung bởi vì bé có một giọng hát rất là tình cảm, bé rất là dễ thương. Cái tình cảm thì thấy dành cho Tuyết Nhung, nhưng mà nói về để đi tiếp thì Long thấy
Thiên Hà là xứng đáng hơn. Thật sự không biết phải chọn ai vậy, tại vì em thấy ai cũng hát hay. Nguyên lại thích Tiết Nhung hơn, vì Tiết Nhung có chất giọng rất là truyền cảm, rất là ngọt ngào. Và giờ đây xin được phép mời nam ca sĩ giám khảo Quang Linh sẽ đưa ra quyết định đại diện cho hội đồng ban giám khảo. Trời ơi, hay quá, cho tôi cái bánh ngọt ghê đó. Với ba bài hát của ba người, chúng tôi xin được lưu ý ở đây là ban giám khảo chúng tôi làm việc độc lập, không nhìn vào nhau và không tranh thủ ý kiến nhau đâu nhé. Và ba cái phiếu đó đưa ra cái kết quả. Anh Quốc Hiển, anh có thể trở về với người vợ thân yêu của anh. Rất vui khi anh đã đến đây tham gia với cái chương trình lần này và hy vọng chúng tôi sẽ được gặp lại anh trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn lại hai cô gái, bây giờ cả ba chúng tôi đã đưa ra một cái sự lựa chọn. Tôi nghĩ Tiết Nhung, cháu có một giọng hát truyền cảm và khá hay. Tôi mong là cháu sẽ góp nhặt được tất cả những ý kiến của chúng tôi và cháu sẽ cố gắng tập nhiều hơn nữa. Và rất mong trong một cuộc thi sắp tới tôi sẽ lại được thấy cháu tham gia. Và cuối cùng xin được chúc mừng Thiên Hà, người sẽ đi tiếp vào vòng trong. Các thí sinh của chúng ta dù đi tiếp hay ở lại thì các bạn vẫn sẽ cùng dõi theo nhau trên hành trình tiếp theo của Solo cùng Bolero. Cuộc thi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị dành cho chương trình. Hẹn gặp lại trong đêm chung kết tiếp theo với phần dự thi của 8 thí sinh. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm vui trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm, tầm mái chiến gửi anh dâng mẹ hèn, lòng xa thêm hơi ấm khi chiều lên. Già từ sáng thôi chờ mong tiếng hò cô gái bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn sớm để vui chung ngày mùa, đường về thôn quỳnh chân bên nhánh lúa. Trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Con bài Giấc Mơ Cánh Cò vì quê con ở Đồng Tháp, từ nhỏ là con đã gắn liền với đồng ruộng, với cánh cò. Và trong tập này con sẽ song ca với chị Tuyết Nhung. Con sợ nhất là cái khúc lên cao, tại vì lên cao là con sợ cái giọng con nó bị chói với lại bị tét á. Nên mẹ Nhung đã chỉ cho con cách để kiềm chế lại.
chạy, bé thích vẽ tranh về cánh đồng. Có dòng sông, có lũy tre, có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cỏ. Cỏ trắng dài cánh mai quanh cánh đồng xanh. Cỏ bay, cỏ bay. Vũ được biết là con là Phạm Thiên Ngân, còn đây là Phạm Tuyết Nhung. Tại sao hai người có cùng chung họ Phạm vậy? Dạ, thưa chú, tại vì là tụi con là con của mẹ Phi Nhung, cho nên là mẹ đặt cho cùng họ luôn. Dạ. Cùng họ Phạm luôn. Xin được cảm ơn bé Phạm Tuyết Nhung rất là nhiều nha. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ xin phép được mời ban giám khảo nhận xét. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay với cái tiết mục mà nói về tuổi thơ, chú rất thích con hát như thế này. Hát một cách hồn nhiên trong sáng, cứ hát bằng bản năng của mình để diễn tả lại cái
cái thời thơ ấu như thế nào. Mà hiện nay cũng còn thơ ấu mà, phải không? Cách hát của con tỏa ra một cái âm vang rất là tuổi thơ. Cảm ơn con. Đây là một tiết mục dễ thương với một cái bài hát hay và một cái giọng hát thật là đẹp, thật là hồn nhiên. Chúc mừng con. Chú có đôi lời trước tiên, chú khen con về giọng hát thì khỏi nói rồi. Con hát rất là hay, hát rất là dễ thương. Nhưng chú chỉ tiếc một điều thôi. Nếu con mặc một bộ đồ bà ba rất là dễ thương, rất là con nít, người bạn con mặc áo dài, nhưng con phải mặc áo bà ba. Tại vì cái tựa đề là giấc mơ cánh cò, thì người bạn con sẽ mơ lại cái hình ảnh, thì con là người bạn của con á, con sẽ minh họa khuôn mặt một bộ đồ bà ba. Con vừa hát con vừa tung tăng với cánh cò, con diễn với mấy cánh cò thì rất là đẹp. Tức là chú thích thấy một cái con cò con á con. Dạ. Cô rất là bất ngờ khi nghe con hát. Khi mà biết con nhỏ nhất thì cô cũng hơi lo. Nhưng mà hôm nay thì cô thấy là con hát một cái bài hát rất là dễ thương. Và cái giọng của con thì cô thấy là nó già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi của con. Và cái cảm xúc của con rất là tốt khi con hát cái bài này. Tôi có thể nói là bạn Thiên Ngân có một cái tiến bộ rất là hay. Tôi với anh Thái Châu ngồi đây, tôi thấy rằng hôm nay bạn cười và bạn diễn rất đẹp đúng không? Rất duyên dáng cho nên con phát triển nha. Dạ, con cảm ơn cô. Hay ở cái chỗ là tuổi thơ ra tuổi thơ, lúc nào chuyên nghiệp rồi ra chuyên nghiệp. À, vậy là được, tốt. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời. Chúc mừng con, số điểm 10 đầu tiên. Dạ, con cảm ơn. Giám khảo Bạch Tuyết đã cho con thêm một điểm 10 nữa, được 2 điểm 10 rồi nhé. Chị Thảo Vân ơi, số điểm của chị là 3 điểm 10. Chúc mừng con. Số điểm của giám khảo Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo tại trường quay. Xin mời. Chúc mừng con nha, một số điểm rất cao, 9,8 điểm. Dạ con cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thiên Ngân nè, hôm nay được trở về với đúng sở trường của mình. Đây có phải là những gì mà mẹ Phi Nhung đã truyền dạy cho em suốt thời gian qua và đến ngày nay em đã thể hiện vận dụng thật là tốt? Cái này là mẹ Nhung cũng có chỉ dạy cho con. Tại vì bài này là bài của mẹ hát, mẹ chỉ con cách lên cao độ, lên sao cho tới để hát cho nó hay. Con cũng mong là mẹ Nhung sẽ vui, tại vì con đã cố gắng hết sức. Con mong là khán giả sẽ hài lòng về bài hát của con. Quý vị hãy cùng tiếp thêm sức mạnh cho bé Thiên Ngân nha. Hãy cùng động viên và ủng hộ cho em với mã số bình chọn của Thiên Ngân là... Dạ, 06. Em thích mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai. Trong nắng mùa xuân mình được một giấc mơ đẹp. Bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai, trong nắng mùa xuân mình được
được một giấc mơ đẹp. Bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, cũng thích người ta gọi là cô gái xuân thì. Vì thời gian làm nhạt vài bao hoa hồng thắm, em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường, ngày xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường, ngày xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Khó tả khó ngờ tình đam mê như sóng gió, khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đầu sông cuối sông ngân hà, khổ thương nhớ nhau trông chờ tình. Tình nên thơ thành phơ phơ xa cách mịt mờ.
sớm tối vẫn khuyên nhau gánh trọn kiếp người. Tình ta cao hơn thác núi, cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay ông trời chia sẻ mình xa cách muôn đời. Mà sao hôm nay ông trời chia sẻ Thiên Ngân, con may mắn được sự giúp đỡ của mẹ Phi Nhung, con sẽ là sao nối ngôi. Bây giờ ở đây, chấm con đậu thì cô không chấm, nhưng mà cô sẽ chấm con làm đệ tử của cô. Dạ, con bắt đầu muốn hát và làm ca sĩ từ lúc con 5 tuổi. Hiện tại thì bé có một cái giọng hát, không phải là giống Phi Nhung mà là có một cái giọng hát riêng biệt. Và có cái cách ngân luyến lấy cũng khác mà Phi Nhung nữa. Tạm thời cứ để cho bé vừa đi học mà bé cũng vừa lên sân khấu bé hát để bé học hỏi thêm. Nếu mà nấp với cái bóng Phi Nhung thì sẽ không có nữa, là tại vì Nhung rất là tự tin khi Nhung nhận bé và Nhung sẽ biết cách để chỉ bé như thế nào. Con muốn làm ca sĩ để thỏa mãn ước mơ. Mục đích nữa là để con giúp đỡ gia đình và có thể làm được những gì mẹ Nhung đã làm. Thưa quý vị, đó chính là giọng ca nhí Thiên Ngân. Và chúng ta hãy cùng xem trong thời gian qua, khi trở thành con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, thì bé Thiên Ngân đã học được những gì và sẽ thể hiện ra sao trong tiết mục này nhé. Thưa quý vị, Thiên Ngân vừa đến với chúng ta với bài hát Chị Đi Tìm Em. Và Vũ Đoàn xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Không biết lời nhận xét từ phía ban giám khảo thì như thế nào ạ? Dạ mà con chỉ cần đứng im con hát thôi thì cái bài này nó sẽ xúc động hơn nữa. Đó là cảm nhận của riêng cô. Tại vì cái giọng của con nó quá đẹp, nó rất là thật, nó chưa vướng cái kỹ thuật nhiều á. Cho nên là con trình diễn những cái ca khúc dạng như thế này nó rất là phù hợp với con. Tôi cũng đồng cảm với lại Hồng Vân, là tân nhạc đó mình không có diễn tả nhiều. Cái giọng hát của con rất là tốt, ngân nga rất là tốt. Và với cái bài hát này, con là người dẫn chuyện, con đứng yên một chỗ để có cảm xúc, dễ cảm xúc hơn. Cái dàn minh họa đã có rồi, con không cần nhúc nhích gì nhiều hết á. Cô cũng đồng tình với các cô chú là con không có nên nói, con đứng một chỗ con hát thôi. Và cảm xúc đến cuối cùng con đẩy lên cao thì tất cả khán giả sẽ phải khóc vì con. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn con. Ngay sau đây thì là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, 8,5. Xin được mời số điểm từ phía giám khảo Thái Châu, 9. Giám khảo Khánh My, 9. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho điểm từ phía giám khảo trường quay, xin mời. Điểm của Thiên Ngân, giám khảo trường quay đã cho 9,5 điểm. Em có thể chia sẻ những cái cảm xúc của em, những gì em có được trong suốt thời gian qua ở bên cạnh mẹ Phi Nhung không? Dạ, trong thời gian qua là mẹ Phi Nhung rất là thương em. Mẹ đã chỉ dạy cho em rất là nhiều. Và mẹ là người mẹ thứ hai của em. Quý vị khán giả ơi, hãy yêu thương bé Thiên Ngân bằng cách nhắn tin bình chọn cho Thiên Ngân với mã số là 06.